thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2021. Huyện Côn Đảo, số đối tượng đã được phê duyệt 7.825. Số đối tượng đã chi trả 7.825 với số tiền 14.702 tỷ triệu đồng đạt tỷ lệ 100%. Huyện Châu Đức, số đối tượng đã được phê duyệt 72.391. Số đối tượng đã chi trả 72.024 với số tiền 136 ,023 tỷ 023 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,5%. Thị xã Phú Mỹ, số đối tượng đã được phê duyệt 118.050, số đối tượng đã chi trả 116.116 ,116 với số tiền 295 ,466 tỷ 466 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,4%. Thành phố Bà Rịa, số đối tượng đã được phê duyệt 83.501 Số đối tượng đã chi trả 81.906, với số tiền 171.682 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,1%. Quyền Đất Đỏ, số đối tượng đã được phê duyệt 44.314, số đối tượng đã chi trả 43.322, với số tiền 83.649 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,8%. Quyền Xuyên Mộc, số đối tượng đã được phê duyệt 72.110

218.770, số đối tượng đã chi trả 192.675 với số tiền 410 tỷ 189 triệu đồng đạt tỷ lệ 88,1%. Tổng số đối tượng, số đối tượng đã được phê duyệt 700.891, số đối tượng chi trả 661.050 đạt tỷ lệ 94,3%. Như vậy tính đến ngày 6 tháng 12 đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau. Tổng kinh phí đã được phê duyệt 1.550 tỷ 845 triệu đồng. Số tiền đã được chi trả là 1.466 tỷ 600 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,6%.